Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món mực nhồi thịt chiên giòn nhé. Để làm món này các bạn chuẩn bị cho mình 500g mực. Mình dùng mực không có mực ống to ấy, thì mình dùng mực ống bé này cũng được, mực bé này cũng được các bạn ạ. Mình sẽ nhồi thịt vào đây. Và trước tiên thì mình sẽ làm sạch cái phần mực này đi các bạn nhé. Mực thì mình đã nhờ họ làm ở ngoài chợ rồi, nhưng mà về nhà mình sẽ phải làm lại bằng nước bằng rượu gừng các bạn nhé, rượu trắng ấy ạ. Mình ngâm với gừng hoặc là các bạn giã gừng ra. Các bạn chuẩn bị cho mình 200g thịt xay, mình dùng sườn vai nhé, cả mỡ cả lạc ấy. Khi mình xay lên như thế này thì ăn nó sẽ mềm ngon. 5 cây nấm hương, 1 cây nấm mèo các bạn nhé, 1 ít hành thơm, hành lá và rau húng quế để mình cho vào cho nó thơm ạ. Trước tiên mình sẽ làm sạch cái phần mực này bằng rượu gừng các bạn nhé. Đây ạ, rượu gừng mình ngâm sẵn rồi. Các bạn nên làm bằng rượu nhé, đừng làm bằng giấm hay là chanh, muối. Nó sẽ không tốt bằng rượu. Vì làm bằng giấm ấy, nó sẽ làm cho mực không được giòn và nó sẽ làm mực nó mềm đi ạ. Bóc sạch hết cái phần dâu nó ra. Cho hết cái đen của mực vào này. Các bạn làm sạch cả phần bên trong mực này nhé. Thò tay vào chúng ta có thể moi hết ra, còn những cái gì á mình moi sạch ra nhé. Mình làm kỹ á thì khi nấu ăn nó không còn sạn ở trong con mực này nữa nhé. Quê mình ấy không có mực to cho nên là thỉnh thoảng mới có hàng mực thôi. Con trai mình hôm giận là chứ hôm nào có mực mẹ mua về để mẹ làm món mực nhồi thịt chiên lên nhá. Thế là nên là hôm nay mình thấy có cái mình mua luôn. Vì nhiều lúc các con ấy ăn mãi những cái món ăn như thịt lợn, thịt gà hay là cá cũng chán, thì mẹ muốn đổi khẩu vị thì chúng ta có thể làm cho các con ăn. Mực bé này thì cũng không đắt các bạn nhé. Nếu mà các bạn mua mực to thì nó mới đắt, thôi chứ còn mực bé này thì rẻ. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa lại sạch bằng nước nhé. Khi cái phần mực mình đã làm sạch rồi, các bạn để ráo nước cho mình nhé. Và bây giờ mình sẽ làm đến các nguyên liệu để mình cho vào thịt mình ướp nhé. Hành thơm các bạn sẽ băm nhỏ ra cho mình nhé. Đây ạ, hành mình sẽ cho vào thịt luôn này. Hành lá và rau quế này các bạn cũng thái cho vào cho mình nhé. Các loại rau thơm ấy thì các bạn muốn ăn loại gì thì chúng ta cho vào thôi. Để khi mình chiên nó lên á, nó không còn cái mùi tanh của mực nữa. Và ăn nó sẽ ngon hơn nhé. Mình sẽ cho vào bát thịt. Nấm mèo, nấm hương các bạn rửa đi cho mình nhé. Nấm mèo, nấm hương các bạn thái nhỏ đi cho mình nhé. Và mình cũng cho vào đấy, vào thịt để mình ướp. Băm nhỏ ra. Khi xong rồi, bây giờ các bạn sẽ ướp cho mình gia vị vào đây nhé. Mình sẽ cho vào đây một chút hạt lêm này. Mỗi thứ một ít thôi, không cần nhiều, một chút hạt tiêu, ít bột ngọt, chút bột canh, một ít dầu hào các bạn nhé,
một chút nước mắm nữa để cho nó có thơm mùi mắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần hỗn hợp này lên các bạn ạ, để mình nhồi vào mực nhé. Rồi khi đã được rồi các bạn sẽ cho mình cái phần thịt vào đây. Như vậy là mình đã nhồi được một con rồi các bạn nhé. Tương tự những con khác thì mình cũng làm như vậy thôi, cũng cho cái phần thịt vào. Nó mỏng mình cho nên là nó đây các bạn, mình đã được một đĩa mực như thế này nhé. Và bây giờ mình sẽ cho lên chảo dầu để mình chiên ạ. Đun cho mình một nồi dầu nhé. Rồi, khi dầu đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho mực vào. Chiên với lửa vừa phải thôi, không cần với lửa to nhé, để cho cái phần mực này còn chín phần thịt bên trong. Phần dâu này các bạn cũng cho nó đầu mực đấy, chúng ta cũng cho vào mực chiên luôn nhé. Đây các bạn, khi mực mình đã rán vàng này rồi nhé, thì các bạn sẽ cho ra đĩa cho mình nhé. Đấy các bạn, như vậy là thành phẩm của mình đã làm xong đấy ạ. Các bạn có thể ăn với nước sốt và tương ớt nhé. À, chúng ta có thể thay đổi những món ăn cho gia đình nhà mình nhé. Sốt này, tương ớt này, ăn kèm này. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ấy là món mực nhồi thịt chiên giòn nhé, thơm ngon như thế này nhé.
Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn với mình nhé. Thơm ngon các bạn ạ. Mình xin dừng video tại đây ạ.